Pintop xin chào các bạn nhé. Các bạn thấy đấy, động vật thật là hung dữ, sẵn sàng tấn công chống trả. Nhưng mà đôi khi, chúng lại gặp phải rủi ro, bị mắc kẹt trong những tình huống khủng khiếp nhất, thậm chí là chết dần chết mòn trong tuyệt vọng. Nếu như không có bàn tay của con người, thì chắc chắn chúng đã đi về với cát bụi rồi. Không đợi lâu hơn nữa, hãy cùng Pintop điểm qua 10 cuộc giải cứu động vật ý nghĩa, cảm động nhất trên thế giới nhé. Bắt đầu thôi nào. Top 10 cuộc giải cứu động vật ý nghĩa trên thế giới. Một con mèo trên xa lộ. Một số loài động vật có thể gặp nguy hiểm ngay trước mắt mà chúng ta không hề nhận ra đấy các bạn ơi. Đó là trường hợp của một chú mèo con nhỏ bị mắc kẹt ngay giữa đường cao tốc ở Los Angeles, ngay bên ngoài làn đường. Với rất nhiều ô tô chạy ngang qua, thật khó để mà chú mèo con thoát ra khỏi đó và những người lái xe cũng khó phát hiện ra chú mèo đang gặp nguy này. May mắn thay, một người lái xe tên là Celia đã phát hiện ra chú mèo con và ngay lập tức gửi tin nhắn tới một đội cứu hộ động vật. Các nhân viên đến hiện trường làm theo hướng dẫn của Celia để tìm ra chú mèo con tội nghiệp này. Cảnh tượng chú mèo con bị nhiễm trùng mắt và suy dinh dưỡng khiến ai cũng phải xót xa. Sau đó chú mèo đã được chăm sóc đặc biệt, tắm rửa sạch sẽ, ăn uống đầy đủ. Nhìn nó nằm nghỉ sau bao nhiêu ngày dãi nắng dầm mưa mà mọi người ai nấy đều cười trong hạnh phúc. Chú hiêu trong hồ nước lạnh. Nếu như mùa đông giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn cho mát, thì trái ngược với con người, đây là thời gian đáng sợ đối với động vật đấy. Khi mà nhiệt độ xuống thấp, các vùng nước đóng băng, một số loài động vật không sẵn sàng với thách thức mới trong điều kiện khắc nghiệt như vậy. Bạn hãy nhìn vào trường hợp của một chú hươu con tội nghiệp đáng thương bị mắc kẹt giữa hồ nước đóng băng này đi. Nó sẽ vĩnh viễn nằm yên ở đó nếu không được một số thợ săn giải cứu. Họ đã nhìn thấy một thứ gì đó kỳ lạ xung quanh khu vực hồ, nhưng họ tưởng rằng đó là một con chim mìm bịp. Hóa ra, chú hươu này đang giãy giụa trong một cái hố. Hai chân thì có gió lạnh lẽo. Mặc dù nó đã được đưa lên bờ an toàn, nhưng mà hai chân sau của chú vẫn đang vùng vẫy trên nền đất trơn trượt. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, chú hươu này đã có thể đứng vững bằng bốn chân và chạy về với tổ ấm thân yêu của mình. Con chó bị liệt. Cách đây vài năm, một đội cứu hộ ở Ấn Độ nhận được cuộc gọi về một chú chó không thể đi lại sau khi bị ô tô đâm. Khi mà nhóm nghiên cứu đến kiểm tra con chó, họ được biết rằng cột sống của con chó đã bị tổn thương trong quá trình va chạm và dẫn đến tổn thương thần kinh nghiêm trọng. Đó là lý do khiến cho con chó này không thể sử dụng chân sau của mình để di chuyển được. Nó cứ nhìn chằm chằm vào chân như thể đang cố gắng trong tuyệt vọng vậy đấy. Mặc dù tổn thương thần kinh khó có thể khắc phục được, nhưng mà nhóm nghiên cứu quyết định thử xem sao. Quả nhiên kết quả ngoài mong đợi, sau nhiều tuần nghỉ ngơi và tập vật lý trị liệu, chú chó đã có thể đi lại bằng 4 chân. Sau đó họ đã đặt tên chú chó này là Gelders và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người vực dậy sau tai nạn. Giải cứu con voi bị mắc kẹt dưới giếng nước trong 12 tiếng. Bạn nghĩ sao nếu một con voi khổng lồ bị mắc kẹt nhỉ? Đây chắc chắn là một vấn đề nan giải đấy. Điển hình là trường hợp của chú voi này. Không chỉ 1-2 giờ mà mất tới 12 giờ thì phi vụ giải cứu mới thành công. Kiểm lâm địa phương cho biết con voi đã đi lạc vào một ngôi làng giáo với khu rừng. Sau đó nó đã bị ngã xuống một cái giếng phủ đầy bụi rậm, không có rào chắn hay là tường xung quanh gì cả. Ban đầu, các nhà chức trách kiểm lâm phải phát quang các bụi rậm xung quanh giếng. Sau đó họ cố gắng thoát nước trong giếng ra ngoài. Tuy nhiên, trong lúc vùng vẫy, con voi này đã khiến các đường ống dẫn nước bị vỡ. Cuối cùng, họ đã cho con voi dùng thuốc an thần và sử dụng cần cẩu để mà kéo con vật ra khỏi giếng. May mắn là chú voi này vẫn khỏe mạnh và hoạt động bình thường sau khi được chăm sóc kỹ lưỡng. Đây được coi như là một cuộc giải cứu thần kỳ vậy đấy các bạn ạ. Chú nai sừng tấm với một chiếc lốp xe. Các bạn có công nhận với mình không? Chẳng ai muốn đeo gông vào cổ cả. Vậy mà không hiểu sao nhân vật này lại ắm một chiếc vòm siêu to khổng lồ. Vâng, tại công viên động vật hoang dã Colorado của Mỹ đã chia sẻ cảnh quay ghi lại từ một camera gắn trong rừng, cho thấy một con nai sừng tấm đang đi lang thang trong rừng quốc gia với chiếc lốp cao su bị mắc kẹt ngay trên cổ. Thậm chí nó đã được phát hiện qua camera giám sát trong vài lần suốt 12 tháng qua. Thật sự nhìn hình ảnh này rất là đáng thương luôn. Giờ thì nó vẫn còn khá là nhỏ tuổi. Do đó các chuyên gia cho rằng khi lớn hơn một chút, nó có thể sẽ gặp phải khó khăn trong việc thở và ăn uống nếu mà chiếc lốp vẫn mắc quanh cổ mà không được lấy ra. Trường hợp xấu nhất là nó có thể sẽ chết vì đánh nhau với một con nai sừng tấm khác, vì chiếc lốp ở cổ sẽ bị hiểu lầm là một dấu hiệu khiêu khích đối với các con vật hoang dã khác. Qua câu chuyện vừa rồi thì các bạn thấy đấy, đáng buồn thay, động vật bị mắc kẹt với các vật thể lạ quanh sừng và cổ không có gì lạ lẫm ở Colorado do tình trạng du khách vứt rác bừa bãi ra môi trường tự nhiên. Đó có thể là một chiếc võng, đèn Giáng sinh, dây thừng, lốp xe, vân vân và mây mây.
Bằng mọi giá chúng ta phải giải cứu con nai sừng tấm và các động vật hoang dã khác thoát khỏi dị vật kia để chúng có thể sống bình thường mà không gây bất kỳ trở ngại gì trong cuộc sống. Giải thoát cô chó kẹt đầu vào giữa bánh xe. Nếu nói về độ tinh nghịch tò mò thì không loài nào đọ lại với chó và mèo đâu nhá. Thế nhưng cũng bởi cái tính lành tránh đó mà chúng đã gặp phải rất nhiều trường hợp dở khóc dở cười, nhúc đầu vào hộp, vào thùng để rồi quên luôn cả lối ra. Còn ca này mới cực kỳ căng hơn cả dây đàn đây. Một con chó không hiểu nổi nó đã làm cái quái gì mà chui hẳn cái đầu vào vành xe ô tô bị vứt bỏ, rồi cái đầu kẹt chính giữa trục xe. Đã có hai đội cứu hộ đến giải cứu chú chó đáng thương này. Quá trình giải thoát con chó hoang 8 tuổi này vô cùng gian nan đấy các bạn ạ. Đầu của nó được xoay nhẹ các hướng và dần dần thoát ra khỏi trục tròn của vành xe kim loại. Trước đó con chó đã được tiêm thuốc an thần bởi nó vô cùng hung dữ. Phần đầu và cổ của nó cũng được thoa một lớp sáp dầu để việc giải cứu dễ dàng hơn. Sau khi giải cứu thành công thì con vật 8 tuổi này đã được đưa đến bác sĩ thú y để mà kiểm tra. Bác sĩ nhận định rằng con chó không bị thương và đang được chăm sóc, tiêm phòng theo đúng quy định. Giải cứu nhím béo mắc kẹt trong cống nước. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải chân, đây chính là trường hợp này chứ đâu. Lực lượng cứu hộ động vật và lính cứu hỏa đã phải phản ứng với một tình huống bất thường ở Anh khi mà một con nhím được tìm thấy bị mắc kẹt trong cống rãnh ở bãi đậu xe. Nếu như các bạn để ý, giữa các khối bê tông chạy ngang bãi đậu xe sẽ có một khe nhỏ được thiết kế để cho phép nước chảy hay là thoát ra ngoài. Nhóm cứu hộ cho biết rằng họ không thể hiểu nổi con nhím đã vào cống bằng cách nào nữa. Nhanh trí, các nhân viên cứu hộ đã sử dụng thiết bị để phá vỡ một phần khối bê tông và giải cứu con nhím. Con nhím may mắn sống sót sau nhiều giờ mắc kẹt. Sau đó nó được các bác sĩ thú y theo dõi để đảm bảo không gặp vấn đề gì về sức khỏe và cuối cùng sẽ được thả trở lại tự nhiên. À, còn một vài trường hợp nữa, trước đó thì trên một khu vực xây dựng, một chú nhím cũng may mắn còn sống sót sau khi rơi xuống hố đất sét và được công nhân xây dựng giải cứu. Phải mất hơn nửa giờ đồng hồ mới có thể nhẹ nhàng rửa trôi lớp đất sét đi. Có thể nói hố đất sét là địa điểm tử thần đối với nhím và một số loài động vật nhỏ nếu không được giải cứu kịp thời đấy. Những chú hải cẩu bị mắc kẹt rác thải nhựa. Cho mình hỏi các bạn đây là có khi nào các bạn đi chơi mà vứt rác thải một cách bừa bãi hay chưa? Nếu có thì các bạn hãy xem hậu quả của các bạn để lại này. Hành trình giải cứu những chú hải cẩu bị mắc kẹt bởi rác thải nhựa ở đại dương lại một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh về nạn ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm môi trường biển do rác thải nhựa. Những chú hải cẩu lông nâu hay còn được gọi là hải cẩu Nam Phi đã được một nhóm các nhà bảo tồn động vật biển giải cứu khỏi bị mắc kẹt bởi rác thải trên biển vịnh Valdivia của Namibia. Bạn hãy nhìn thẳng vào thực trạng này đi. Một số rác thải trôi nổi trong lòng đại dương như lưới đánh cá hoặc chất thải nhựa có thể gây tổn thương cho những con hải cẩu và các loài động vật khác, thậm chí có thể gây tử vong. Trước nguy cơ các loài động vật biển dễ thương đang bị đe dọa bởi tính mạng, các bạn có biết không, họ đã giải cứu hơn 600 con hải cẩu dọc bờ biển đấy. Bạn thấy đấy, trái đất là môi trường sống chung của các loài động vật, nhưng mà loài người đang dần chiếm và hủy hoại môi trường sống của chính mình và các loài khác. Vậy nên chúng ta hãy chung tay bảo vệ môi trường, nói không với các loại rác thải nhựa, không phá rừng trái phép là vấn đề không chỉ của mỗi cá nhân mà còn là của xã hội, của tất cả các quốc gia. Hãy hành động ngay hôm nay để bảo vệ mình và muôn loài các bạn nhé! Vâng, sau khi các bạn đã cùng Pintop điểm qua những cuộc giải cứu ý nghĩa nhất trên thế giới, thì các bạn có cảm xúc gì? Hãy để lại chia sẻ phía bên dưới cho kênh của chúng mình nhé! Còn bây giờ các bạn cũng đừng có quên là hãy like, share, subscribe và nhấn luôn cái chuông để theo dõi, ủng hộ, yêu thương Pintop. Xin chào và hẹn gặp lại!